50 ngày nữa, AFF Cup sẽ được khởi tranh. Dream Team của huấn luyện viên Kim Sang-sik đến đâu rồi nhỉ? Một Nguyễn Xuân Son thách thức cả AFF. Một Jason Quang Vinh càn quét biên trái của cả giải. Bạn đang mơ đấy à? Vẫn là vua phá lưới Tiến Linh và người hùng của Thái Lan Nguyễn Phan Hồng Duy mà thôi. Một dàn cây nhà lá vườn đá tại ao làng thì over hợp rồi nhỉ? Nhưng nói chung là cũng có cái khác một chút khi AFF Cup năm nay có thiên hướng hơi toàn cầu hóa. Khi mỗi đội lại có vài ba anh Tây, kiểu gì cũng giúp giải đấu vui hơn cho mà xem. Big Four của EPL thì mãi tháng 5 năm sau mới biết bốn anh tài là những ai. Nhưng Đông Nam Á thì vẫn giành Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Mỗi người mỗi vẻ và hoàn toàn chả gà nào sợ gà nào. Thái Lan thì đương nhiên vẫn là anh đại rồi. Hai lần gần nhất họ đăng quang và bỏ lại Indo cũng như Việt Nam sự vượt trội. Còn anh Malaysia, từ khi chấm dứt mối lương duyên với ông cụ Raja Goba thì vẫn chưa thể ngóc đầu lên được. Bây giờ đến cả việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng, chỉ nhận lương 30.000 đô la còn là cả một vấn đề. Không biết có nên cơm nên cháo gì hay không đây. An toàn nhất thì thử mời thầy Park xem nào. Việt Nam với huấn luyện viên Kim Sang-sik và Indonesia được dẫn dắt bởi Shin Tae-yong cũng đặc biệt được quan tâm. Người thì chưa rõ lối chơi là gì, người kia thì sẽ phải giúp Garuda rửa cái dớp 6 lần về nhì. Ao làng thế thôi, chứ cũng không biết đâu mà lần. AFF Cup sắp đến rồi, bạn đã sẵn sàng cho giải đấu này chưa? Có lẽ dù có trải qua những trận đấu đỉnh cao của vòng loại World Cup 2026, nhưng ta về cứ phải tắm ao tà đã. Nước đục hay trong thì vô địch vẫn cứ là vùi. AFF Cup vẫn là giải đấu dành cho các thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Nhưng với năm 2024 sẽ có một chút sự thay đổi, giúp giải đấu được quan tâm hơn. Đầu tiên là ở cái tên không còn là AFF Cup nữa mà sẽ là Asian Championship. Nhưng dù có thay đổi tên thì bản chất của giải đấu vẫn thế, vẫn là nhà đương kim vô địch Thái Lan rất mạnh, một Indonesia được chuẩn bị kỹ càng về lực lượng và Malaysia chưa bao giờ được đánh giá thấp nếu đã vào tới bán kết. Ừ thì sẵn sàng rồi đấy, nhưng lo mỗi chúng ta thôi. Nhìn đối thủ lần lượt xuất ngoại thành công cho thấy định hướng sản sinh cầu thủ toàn cầu của họ thật nhạy bén. Ngược lại thì chúng ta luôn suy nghĩ trong đầu, nào là sau này trưởng thành sẽ cống hiến tại SEA Games hay AFF Cup thôi. Ý tôi là không chê bai hai giải đấu này, mà quan điểm từ khi đào tạo trẻ của chúng ta đã là sau này phải giúp Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games và đánh quả đầu cảm xúc như Lê Công Vinh cho lần đầu tiên chạm tay vào cúp AFF. Vậy thì cơ hội hàng năm để những chiến binh sao vàng thể hiện là đây chứ còn đâu nữa. Nói thế chứ Việt Nam vẫn đang hơn khối ông, đặc biệt là Indonesia. Vào chung kết tới 6 lần mà cũng chỉ ra về với tấm huy chương bạc, đội bóng này vẫn chưa bao giờ từ bỏ giải ở đấu ao làng cả. Phản lưới nhà năm nào để tránh Việt Nam ở bán kết, lần này gặp lại vẫn cứ có cảm xúc như ban đầu nhỉ. Sau khi hai lượt trận playoff khép lại, đội bóng cuối cùng có mặt tại ASEAN Cup, AFF Cup 2024 đã chính thức lộ diện. Theo đó, Timor Leste là cái tên được lắp vào vị trí còn khuyết ở bảng A, cùng các đối thủ là đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia. Trong khi đó, bảng B có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Philippines, Lào và Myanmar. Sự đổi mới có thể nhận thấy rõ nhất ở giải đấu vô địch Đông Nam Á năm nay là tên gọi, khi chuyển từ tên cũ AFF Cup sang ASEAN Cup. Về thể thức, giải đấu vẫn sẽ diễn ra như thường lệ. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng để tính điểm. Mỗi đội có 2 trận thi đấu trên sân nhà và 2 trận phải làm khách. Hai đội đứng đầu bảng sẽ tiến vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết cũng sẽ áp dụng thể thức sân nhà sân khách như những năm trước đó. Ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ lại gặp Indonesia, đối thủ mà chúng ta đã phải chạm trán ở hai giải đấu trước đó trong năm 2024, là vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bàn thất bại liên tiếp trước người Indo khi đó có thể là nỗi ám ảnh. Song, đó cũng chính là động lực cho những chiến binh sao vàng hướng đến thành tích khả quan trước đối thủ và rộng hơn là ở mục tiêu tiến sâu ở giải khu vực. Theo đó, vào bán kết AFF Cup 2024 chính là một trong những gạch đầu dòng ở bản hợp đồng giữa huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Một mục tiêu khá khiêm tốn nhưng lại hợp lý đối với một đội bóng có huấn luyện viên mới và đặt trong hoàn cảnh giữa một triều đại mới. Thế nhưng, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không chỉ muốn dừng lại ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, mà chiếc vô địch mới là mục tiêu thực tế mà những chiến binh sao vàng hướng đến. Tại lễ bốc thăm vòng bảng giải đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố đầy chất thép: đội tuyển Việt Nam có thể vô địch AFF Cup 2024 nếu chuẩn bị tốt. Đội tuyển Indonesia rất mạnh, Philippines cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu Việt Nam chạy đà tốt, chúng ta có thể giành kết quả khả quan. Hậu triều đại đầy dẫy ồn ào và sự thất vọng của người tiền nhiệm Philippe Chuzier, đội tuyển Việt Nam dường như vẫn chưa để cùng người thầy mới tìm được ánh sáng. Và AFF Cup 2024 sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mình, đồng thời xây chắc niềm tin nơi người hâm mộ. Phải chăng những trận thua giao hữu gần nhất cũng chỉ là những tờ nháp đúng nghĩa mà thôi? Nguyễn Xuân Son có quốc tịch trong niềm hân hoan của bao người hâm mộ Việt Nam như một sự bổ sung quá đỗi chất lượng trên hàng công của Rồng Vàng trước AFF Cup 2024. Thế nhưng chớ trêu thay, nếu mà xét theo lý thuyết mà FIFA đặt ra thì Xuân Son chỉ có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm 2025, tức là khi giải khu vực đã kết thúc rồi. Thời gian qua nghe phong phanh Jason Quang Vinh được VFF hỗ trợ nhập tịch nhưng giờ cũng chưa có tin tức gì mới hơn. Chắc cú nhất đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có được sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ nhập tịch nơi khung gỗ là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip mà thôi. Đáng nói Nguyễn Philip dù đã cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến đủ sân chơi lớn nhỏ
Thế nhưng AFF Cup 2024 dự sẽ là lần đầu anh được thử sức. Trong khi đó, nhìn về phía các đối thủ thì sao? Thật không quá lời khi nói AFF Cup cuối năm sẽ chứng kiến giải nhập tịch đông đảo chưa từng có. Và dự là chúng ta sẽ xem giải khu vực mà có khi lại hiểu lầm thành một giải châu Âu ấy. Nếu đội tuyển Indonesia vẫn muốn tất tay cho sân chơi khu vực với đội hình 10 trên 11 cầu thủ nhập tịch như này, và đâu chỉ mỗi Indo, Philippines cũng nhập tịch ồ ạt chẳng kém cạnh, Malaysia thì túc tắc hơn, thậm chí Campuchia cũng cho thấy sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2024 khi vừa hoàn tất nhập tịch cho 3 cầu thủ. Sẽ là một kỳ AFF Cup thực sự thú vị và đáng xem đây. AFF Cup 2024 dự sẽ trở thành giải đấu chưa từng có trong lịch sử khi trở thành nơi tề tựu của đông đảo cầu thủ nhập tịch. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có được kết quả tốt thời gian qua, thì việc nhập tịch càng được truyền thông và người hâm mộ réo rắt hơn bao giờ hết. Rafael Sơn, cầu thủ nhập tịch mới toanh của Việt Nam và cái tên Nguyễn Xuân Son đã trở thành niềm hy vọng lớn của người hâm mộ nước nhà trong một suất lên tuyển giữa AFF Cup vào cuối năm. Đáng tiếc là chân sút của Thép Xanh Nam Định phải chờ đến tháng 3 năm 2025 để thỏa mãn điều kiện cần để khoác áo đội tuyển quốc gia, đó là 5 năm sinh sống tại giải đất hình chữ S. Trong khi đó, những cầu thủ Việt kiều đang gây ấn tượng mạnh tại sân chơi V-League là Jason Quang Vinh, Patrick Lê Giang hay Colonna thì vẫn chưa báo tin vui về quốc tịch. Thế nhưng, con đường lên tuyển của họ sẽ bớt gian truân và dài hơn Xuân Son bởi có dòng máu Việt chảy trong người, và chỉ cần có quốc tịch và cái gật đầu từ huấn luyện viên Kim thì họ sẽ có thể lên tuyển ngay. Và đó cũng là con đường mà Indonesia đang đi, ưu tiên nhập tịch những cầu thủ Việt kiều. Thời gian gần đây, giải nhập tịch đông đảo của đội bóng xứ vạn đảo đã và đang làm mưa làm gió ở những sân chơi lớn. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ không được so tài với những lính đánh thuê lai này khi họ dự sẽ nằm trong đội hình 1 của đội tuyển Indonesia và chinh chiến tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Còn đội hình khác nhiều khả năng sẽ được thành lập với những cầu thủ nội thuần túy, đặc biệt là những cầu thủ trẻ để chinh phục danh hiệu ở AFF Cup 2024. Trong trường hợp thiếu những cầu thủ nhập tịch của Indonesia, giải đấu khu vực lần này vẫn còn đội tuyển Philippines, đội bóng nhập tịch ồ ạt chẳng hề kém cạnh. Khi ông Tom Sanfias được Liên đoàn bóng đá Philippines bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng, thì ngay lập tức để lại dấu ấn khi thuyết phục một số cầu thủ của gốc gác Philippines về đầu quân. Đỉnh điểm, đội tuyển Philippines gọi tới 23 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho đối đầu với Việt Nam ở trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Hệ quả, đội tuyển này vẫn chưa đạt được thành tựu nào đáng kể và huấn luyện viên Tom Sanfias cũng phải rời ghế nóng. Thế nhưng dấu ấn mà họ tạo ra là không thể phủ nhận. Cùng với đó, đội tuyển Campuchia cũng gia nhập đường đua cùng với những người anh em trong khu vực khi Liên đoàn bóng đá nước này đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia Campuchia chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 và AFF Cup 2024. Đã từng có lúc AFF Cup bị làm cho giảm sức hút khi Thái Lan, đội vô địch nhiều lần nhất, không ít lần cử đội hình B đến khiến những đại kình địch của họ tỏ ra cũng thiếu động lực hẳn đi. Nhưng khi tất cả đều đang bết bát tại vòng loại World Cup, kể cả Indonesia cũng nên được liệt kê vào danh sách này, thì sự ganh đua gắt gao chắc chắn sẽ mang đến tín hiệu vui cho giải đấu. Big Six EPL thì có cái đặc trưng riêng của nó, còn ao làng tuy nhịp độ chậm hơn, khán giả thì từ vòng trong mới kéo nhau đến sân đông hơn, nhưng vẫn còn đó là những thứ không tìm được ở đâu, đó là sự thân quen từ cách tổ chức giải, cách cổ vũ dân dã và có phần tự phát. Nhưng rồi thì ghi bàn cũng hét ầm lên cho mà xem. Bóng đá là thế và Big Four của AFF Cup lần này vẫn sẽ là Việt Nam, Thái Lan, Indo và Malaysia mà thôi. Nhưng lực lượng của các đội bóng có vẻ như nói tiếng Anh nhiều hơn rồi. Hy vọng đó sẽ là chất xúc tác để khiến AFF Cup năm nay sẽ còn hay hơn những mùa giải trước. Chẳng cần phải tìm kiếm mà bấy lâu nay, nhưng Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan vẫn sừng sững như tứ đại anh hào của bóng đá Đông Nam Á. Bằng chứng là cả bốn đã cùng hội ngộ nhau tại Asian Cup 2023 tại Qatar, giải đấu lớn nhất của châu Á. Trước đây, Myanmar và Philippines cũng thường xen chân vào những kẻ ngáng đường khó chịu cho Việt Nam và Thái Lan tiến vào chung kết. Nhưng giờ đây, một đội thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì báo động, bên còn lại thì đang loay hoay làm lại từ đầu. Giờ đây, bốn anh tài kể trên đều là những thế lực đã khẳng định được tên tuổi, vừa hứa hẹn sẽ là màn tranh giành cúp kịch tính tại ASEAN Championship 2024. Với anh cả Thái Lan, hai kỳ AFF trước, Thiraton Bumathan cùng các đồng đội đã khẳng định được đẳng cấp của voi chiến khi không cần một đội hình quá mạnh cũng đủ khiến cả Đông Nam Á phải chao đảo. Đặc biệt, đó là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam đang có phong độ và hoài bão cực kỳ lớn cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Một vài lần thì có thể nói là cái dớp, tuy nhiên đúng là đến cả thầy Park còn bị người Thái khuất phục thì phải nói rằng họ vẫn có trình độ khác biệt so với Việt Nam. Indonesia cũng học theo con đường với đội tuyển Việt Nam, đó là trọng dụng người Hàn Quốc, và quả thực ở hai kỳ AFF Cup gần nhất, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã mang đến kết quả không ngờ cho đội bóng xứ vạn đảo khi lần lượt lọt đến trận chung kết 2020 và bán kết 2022. Thầy Shin năm nay vừa phải dẫn dắt đội 1 đi vòng loại World Cup, đội 2 đá AFF Cup. Không biết thầy có mệt không, nhưng không giúp đội vô địch sau 6 lần về nhì có tội rất lớn đấy. Trong giai đoạn thành công nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là vào năm 2018, không phải người Indo hay Thái Lan mà chính Malaysia mới là vật cản khó chịu nhất. Dưới thời huấn luyện viên Tang Cheng Hue, Malaysia chính là một lối chơi tốc độ và hóa đổi vị trí liên tục. Nhưng kẻ cắp lại gặp Baja, sự tinh danh của người Mã đã bị thầy Park nắm thóp liên tục, hạ gục đối phương từ giải đấu này sang giải đấu khác, biến Malaysia là kẻ về nhì vĩ đại dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc. Có lẽ chúng ta đã nhắc tới thầy Park hơi nhiều, nhưng quả đúng là thầy đã khiến các đối thủ mướt mồ hôi, nhưng bài toán Thái Lan vẫn chưa để tìm ra nghiệm.
huấn luyện viên Kim Sang-sik vươn lên để trở thành người Hàn Quốc thứ hai thành công ở Việt Nam, nhưng có lẽ vẫn cần nhiều sự hòa hợp cũng như may mắn lắm. Park Hang-seo, Manoh Poking, Shin Tae-yong hay Kim Pan-gon nay chỉ còn mỗi thầy Shin tại vị. Chuyện sẽ còn hấp dẫn vào tháng 12 lắm đây. 50 ngày nữa thôi, vèo một cái lại đến giải đấu được mong chờ nhất. Các bạn cứ nghĩ đi, Thái Lan cùng huấn luyện viên Kiatisak đã lên ngôi vào năm 2014. Từ đó họ đã có bước đi vững chắc trong con đường hướng tới World Cup 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vào năm cực thịnh của bóng đá Việt Nam là năm 2018. Chuỗi thành công dù có phần giảm dần nhưng cũng trụ được 4 đến 5 năm trên đỉnh cao. Có thể thấy AFF Cup luôn là sân chơi để làm bước đệm cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Khi đã vô địch giải đấu này, có nghĩa là bạn đủ tầm để tiến xa hơn tại Asian Cup hay vòng loại World Cup. Bạn trông chờ gì về sự mới mẻ của giải đấu cũng như cơ hội lên ngôi của đội tuyển Việt Nam? Hãy để lại ý kiến của mình xuống dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam.